Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một cái trick gọi là sandwich, gọi là bánh sandwich các bạn ạ. Làm với ảo thuật bài này và mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các cách mà mình đã biết về cái trò này. Thì đây, mình đầu tiên mình sẽ lấy hai lá bài Joker mình để ở đây. Và tiếp theo mình sẽ cho khán giả chọn một lá bất kỳ đây các bạn. Đây, lá này ha, các bạn nhớ lá này ha. Đó, cho vào giữa này. Đó, xào lên cũng được, cháo lên cũng được, không sao hết. Đó, xào lên luôn. Đó, ok. Và bây giờ cái lá bài hai tép của khán giả ấy, nó ở giữa bài rồi. Thì mình sẽ cầm hai lá rau cơi lên này. Một lá đặt ở trên này, một lá ở dưới này các bạn này. Đó, và bây giờ cái lá bài khán giả ở giữa này các bạn này. Và bây giờ mình búng tay một cái nhẹ, vứt một cái. Thì lập tức ở đây mình có một lá bài kẹp ở giữa. Và đó là lá hai tép của khán giả. Ok, thì đó là cái cách thứ nhất. Đó là một cái hiệu ứng thứ nhất. Và hiệu ứng thứ hai như này. Cho khán giả xào bài lên. Chọn một lá bất kỳ. Đây, 7 tép các bạn. Chúng ta cháo lên. Xào lên luôn. Ok, lá 7 tép đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục lấy ra hai lá bài như này. Cho trên đầu, kéo xuống như này. Đó, chúng ta cho vào giữa ổ bài như này. Và búng nhẹ tay một cái thì lập tức ở giữa hai lá Joker nó hiện ra một lá bài. Đó. Và đó chính là lá 7 tép của khán giả. Đó. Thì đó là hiệu ứng thứ hai. Và hiệu ứng thứ ba. Tiếp tục hai lá Joker các bạn. Để đây. Đó. Cho khán giả chọn một lá. Đây đi, 9 cơn các bạn. Úp xuống, cháo lên. Rồi. Hai lá Joker này các bạn này. Đặt đây. Đó. Ủa bài nhá. Là 9 cơ đúng không các bạn? Mình cầm mình lắc nhẹ một cái này. Đó, thì ở giữa nó xuất hiện một lá bài. Và đó là lá 9 cơ của khán giả. Ok. Và đây là những cái hiệu ứng của trò tuần này. Bây giờ mình sẽ chuyển đến phần hướng dẫn. Hello, và đây là phần hướng dẫn của trò tuần vừa rồi. Thì để làm được trò tuần này ấy, các bạn cần học một cách, một vài cách cháo bài giả trong ảo thuật bài. Thì ở video trước mình đã nói là mình trong video mới tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một hai cách cháo bài giả gì đó. Ok, và bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cháo bài giả. Thì nó có hai cách, nó có hai gọi là hai kiểu các bạn ạ. Một kiểu là chúng ta cháo bài giả, chúng ta giữ nguyên lá trên cùng. Và một kiểu thứ hai là chúng ta sẽ giữ nguyên toàn bộ lá bài của bộ bài này. Toàn bộ vị trí luôn. Đây, ví dụ đây là 6 cơ nhé các bạn. Và đây là lá 10 tép đầu cuối các bạn nhớ nhé. Mình sẽ cháo một lần này. Như này. Đó. Và nó sẽ vẫn giữ nguyên là 10 tép và 6 cơ và không một lá bài nào bị thay đổi cả. Thì đó là cách mà cháo bài toàn giữ nguyên toàn bộ bài. Còn cách thứ hai chúng ta chỉ cần cháo bài và giữ nguyên lá đầu tiên. Thì đây. Đây nhá, lá ba dâu trên cùng này. Đó. Đó, xong. Đó, đó là cách cháo bài giữ nguyên. Một số cách khác như này. Thực ra là mình đang đứng trước camera, mình cũng ngại phải dùng tay nhiều lắm. Đó. Đó, các bạn thấy không? Thì đây là hai cách và mình sẽ hướng dẫn các bạn hai kiểu dễ nhất nhé để làm trò thuật này. Và sau khi hướng dẫn các bạn làm được cái kỹ thuật cháo bài giả thì chúng ta sẽ đến với những cái mò ảo thuật vừa rồi mình biểu diễn. Ok. Và đây là cách đầu tiên. Đây. Đây là lá ba rô. Tại vì khi mà cho khán giả chọn xong một lá bài ấy, thì chúng ta phải giữ lá bài của khán giả ở trên cùng để tiếp tục làm trò thuật của chúng ta. Thì đây, đây là lá rô nhá. Mình sẽ tạm thời mình sẽ ngửa lên cho các bạn hình dung này. Đầu tiên, đây là kiểu swing cut. Nhưng mà đó, nhưng mà cháo bài giả đây. Đây là kiểu mình gọi là swing cut. Nó giống như cut bình thường đấy các bạn. Nó giống như swing cut này này. Nếu bạn nào mà chưa thuần thục thì hãy cố gắng tập luyện để nhanh chóng thuần thục kỹ thuật này. Đó, đó là kiểu cháo bài swing cut. Ok, đây là phần hướng dẫn cái đó. Phần đầu tiên chúng ta cắt như bình thường sang bên tay phải. Và chúng ta đánh một đánh dấu ở phần ngón út này. Và phần thứ hai chúng ta swing cut này các bạn này. Đây nhá. Phần hai chúng ta vẫn cắt bình thường này. Chúng ta đặt lên trên này. Nhưng ở cái phần lần thứ hai chúng ta để nó ở trên ngón út các bạn này. Đánh dấu như này này. Đó. Còn phần thứ ba chúng ta đặt xuống luôn như này. Đó. Nhưng khi đặt xuống thì đồng thời cái ngón tay áp út, ngón tay đeo nhẫn này chúng ta sẽ
cầm vào cái phần bài mà cần đánh dấu là giữ nguyên các bạn. Đây nhá, phần mình tạm thời gọi là phần azo nhé các bạn. Tại vì không biết gọi nó là phần gì nữa. Đây, azo này. Phần đầu tiên này, phần azo này. Phần thứ hai này. Đó, chúng ta để chéo như này cũng được, hoặc là để trên ngón út cũng được. Miễn là đánh dấu cái phần chúng ta cần cháo giả lên đây. Phần thứ ba chúng ta đặt xuống như đây như này. Thì khi đặt xuống ấy, lập tức ngón này này, chúng ta cầm vào đây. Đó. Và ngón cái chúng ta cầm vào đây như này. Và sau khi đặt phần này lên trên, chúng ta cầm hai ngón này. Đây này các bạn này. Các bạn thấy không? Đó. Chúng ta kéo ngược lên trên như này. Đặt lên đây. Đấy nha, mình sẽ làm chậm này. 1 này. 2 này. 3 này. 3 này nó như này nha các bạn. 4 này. Đó. Làm nhanh nhá. Đó. 1 2 3 và 4. Đó. Thì khi đó chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên là azo như này trên đầu này. Đấy nhá, lại nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. 1 2 3 rồi hai ngón này đặt đây. 4. Đó. Làm nhanh như này. Đó, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên được lá át ở trên cùng như này. Đó, khi mà các bạn làm nhanh thuần thục thì nó sẽ không lộ đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì đó là kiểu đầu tiên. Và đây là kiểu thứ hai này các bạn này. Kiểu này là kiểu, đây là phần mà giữ nguyên cái lá trên cùng nhá. Còn kiểu thứ hai này của mình nó sẽ giữ nguyên toàn bộ những cái lá bài của cái bộ bài này. Thì đây nó như này. Đầu tiên chúng ta vẫn cắt swing bình thường. Đây. Cắt như này bình thường. Sau đó tay phải chúng ta này, lật ngược cái phần bài lên như này. Lật ngược các bạn, lật ngược lên này. Áp phần này ở đây như này. Và chia đôi phần này ra. Lật như này. Đó. Sau đó này, chúng ta cầm cái nó này. Chúng ta quay lên như này. Và ngón cái chúng ta đặt luôn vào cái chỗ hổng này. Để tách những cái phần bài nó ra khỏi nhau các bạn. Đây, đặt luôn vào đây. Phần này cong như này. Sau đó chúng ta cầm phần này. Tay này chúng ta ngửa như này. Chúng ta đẩn vào đây. Đẩn nó xuống như này. Như này. Và tay này chúng ta đẩn tiếp. Như này. Đó. Thì nó sẽ giữ nguyên toàn bộ bài. Đây mình sẽ úp lá bài azo xuống cho bạn dễ hình dung này. Phần đầu tiên này, swing cắt này. Phần thứ hai này, quay cái phần này xuống này. Cái tay này lập tức tách đôi ra này. Đó. Hoặc là như này luôn. Đó, tùy các bạn ha. Đây. Azo nhá. Cắt phần đầu tiên như này. Phần thứ hai tách đôi ra cũng được như này. Đó. Đó, tách đôi ra như này. Lấy cái phần này quay đầu ngược lại đây. Như này, áp phần này vào đây. Đó. Đấy nhá các bạn, quay tay ngược lại như này. Áp phần bài này vào đây này. Như này. Sau cái phần này đang ở đây thì quay ngược xuống. Đó. Và hình dung nhá. Đây này. Cắt này. Tách luôn này. Quay đầu trên này. Quay đầu dưới này. Đó, được một cái như này. Và lấy nó qua đây. Cho tay ngón tay này vào khe này luôn. Đó. Lấy qua đây. Như này. Lật hai lần như này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên toàn bộ bài luôn các bạn ạ. Azo và lăm cơ. Đây mình sẽ làm nhanh nhá. Đó. Đó, xong. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Sau lật lại như này. Đây. Đó, là xong. Đây là hai kiểu cháo bài. Một cái là toàn phần, một cái là một nửa. Đó. Ngoài ra các bạn có thể học thêm nhiều những cái cách cháo bài giả trên mạng. Tại vì trên YouTube bây giờ nó cũng khá là nhiều, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi ok, và đó là hai cách cháo bài giả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò thuật. Cái này thì mình đã hướng dẫn các bạn. Mình biểu diễn các bạn là 3 hiệu ứng. Thì bây giờ mình sẽ dạy các bạn 3 hiệu ứng. Ok. Rồi đầu tiên, cho khán giả chọn một lá bài. Ví dụ lá 6 rô đi. Cho ăn đầu như này ha. Cháo bài giả
Đó, cho lá bài 6 rô vẫn ở trên đầu như này. Các bạn có thể xào bài nhưng mà đừng di chuyển lá trên cùng là được. Đây à. Rồi, lá trên cùng vẫn phải là lá của khán giả nha các bạn. Đó, sau đó chúng ta lấy ra hai lá joker. Mình bảo mình lấy từ trước các bạn ạ. Các bạn nên bảo là trước khi biểu diễn, các bạn nên bảo là mình sẽ lấy ra hai lá joker. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nó. Đây, thì đây kỹ thuật đầu tiên, những kỹ thuật giống như kiểu double lip. Mình nói các bạn đẩn ngón tay này ra như này, một lá nhé các bạn, lá khán giả đó, như này. Rồi, đánh dấu như này. Đó, đánh dấu này ha. Rồi ok, hai lá joker này, đặt một lá lên trên này để sát nhập với lá mình đánh dấu. Hai lá này như này. Thì bây giờ tay chúng ta sẽ giữ kẹp ba lá như này các bạn. Đó, đây, đánh dấu một lá, cho một lá vào như này, cầm ba lá lên. Đó, sau đó tay này chúng ta kéo một lá xuống như này, thì lập tức bây giờ lá bài khán giả chọn sẽ ở giữa hai lá joker. Đó, các bạn nhìn động tác của mình nhé. Đây, đó, như này. Đó, đặt xuống đây. Thì bây giờ hiện tại là lá khán giả đã chọn thì đã ở giữa rồi. Chúng ta chỉ cần cho vào giữa ô bài thôi, búng tay nhẹ một cái xong lật ra thôi. Đó, thì đây là kiểu đầu tiên. Ok, đến kiểu thứ hai, chúng ta cũng làm y như vậy. Đây, kiểu thứ hai cũng làm cho khán giả chọn lá hai tép. Đây, cháo bài giả lên ha. Rồi, lấy hai lá joker lên như này, kéo xuống tiếp. Đây, sorry các bạn, sorry các bạn, mình cháo chắc mình bị lẫn luôn lá hai tép này. Đây, bốn rô đi. Đây, cháo bài giả nhá, cho bốn rô đi. Rồi, hai lá joker này, đánh dấu là bốn rô ở đây này, kéo vào đây như này. Sau đó chúng ta cầm như này, chúng ta bỏ bộ bài xuống như này, và hai tay chúng ta, tay trái chúng ta cầm vào đây như này các bạn này. Giờ là bốn rô đang ở giữa nhé, nhưng mà nó vẫn đang bị giấu, chúng ta đang giấu nó đi. Đây như này, đó, nhìn thì giống như kiểu chúng ta đang cầm hai lá, thực ra chúng ta đang cầm ba lá. Đó, đây rồi. Và khi đó chúng ta lắc nhẹ như này, thì cái tay này các bạn dê, chỉ cần dê nhẹ này ra thôi thì nó sẽ hiện ra là này. Đây nhé, đây, chúng ta lắc nhẹ một cái xong rồi tay này chúng ta dê như này. Đó, đây nhá, các bạn có thể làm này, lắc nhẹ một cái hiện ra một lá, hoặc các bạn có thể đi như này, tùy các bạn nhé. Đây, còn một cách khác chúng ta có thể bắn nó ra nữa cơ. Chúng ta cầm hai góc này, chúng ta bắn nó ra ở giữa. Đó, đây nhá, cầm hai lá này, bắn nó ra ở giữa, chúng ta bóp hai góc này thì lập tức cái lá nó sẽ bắn ra ngoài. Đây, chúng ta bóp hai góc này thì lập tức cái lá ở giữa này sẽ bắn ra như này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nhá, đó, thì đây là hiệu ứng thứ hai. Và hiệu ứng thứ ba thì mình sẽ đã đặt một lá ở trên, một lá ở dưới, đúng không? Đó, thì cách làm như nào? Thì khi đó chúng ta sẽ đặt lá bài khán giả ở dưới cuối các bạn nhé. Đây, 19 rô đúng không? Đây, chúng ta sẽ cháo bài như này. Chúng ta hai tay chúng ta cầm này, và cái ngón cái này chúng ta kéo xuống đây như này, 9 rô dưới cuối như này. Đó, rồi chúng ta giả vờ chúng ta cháo linh tinh lên. Thì bây giờ cái lá bài khán giả nó ở dưới cuối này, 9 rô này. Hoặc một cách khác, các bạn có thể học những cái kiểu điều khiển lá bài như mình đây, lá 5 rô đúng không? Mình cho vào giữa ô bài này. Đây, và khi đó mình sẽ đánh dấu như này. Đó, bây giờ một lá bài 5 rô rơ ra ngoài, và mình sẽ cầm tay này, mình nhấc lên này. Đó, đặt xuống đây. Thì bây giờ lá 5 rô các bạn chọn ở dưới cuối. Đây nhá, cái kiểu như này, cầm lá bài cho ở giữa như này. À, đẩn góc bên trái xuống như này, tay phải vuốt xuống dưới, à, tay trái vuốt xuống dưới như này. Đó, chúng ta đánh dấu xong, và tay phải chúng ta cầm ngược lên trên này, thì lá bài khán giả chọn sẽ dưới cuối như này. Đó, mình sẽ làm lại các bạn nhé. 5 tép đúng không? Cho vào giữa vào bài này, đẩn góc bên trái xuống này, chéo như này,
tay phà tay trái vuốt xuống như này, ngón này đẩy xuống luôn như này, đó, có một cái dấu. Tay phải cầm nhấc nguyên bộ bài lên như này, đó là xong. Năm tên từ cuối thì lúc này đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần đặt một lá Joker lên trên đầu này, một lá dưới cuối, nhưng mà không đặt như này nhé các bạn. Nó không đặt này, đặt này thì không có cái gì lấy ra, chúng ta đặt ở ngoài này, một lửa này. Thì bây giờ cái lá 5 tép nó sẽ hiện ra một lửa như này. Và khi đó tay chúng ta sẽ kẹp vào đây. Như này. Đây, tay ngón này chúng ta kẹp vào lá 5 tép. Thì khi đó khi mà chúng ta vứt vứt sang phà tay này ấy, thì lá 5 tép chúng ta đang giữ này nó sẽ đi theo cái một phần bài chúng ta. Đây. Đây nha các bạn. Chúng ta giữ phần trên này và phần 5 tép này, thì khi chúng ta quẳng như này thì duy nhất cái lá 5 tép nó sẽ giữ ở lại, còn cả bộ bài nó sẽ đi. Đây nhá. Cái này các bạn chỉ có hình dung mà bạn làm thử luôn thì nó sẽ các bạn biết. Đây như này. Khi chúng ta quẳng này thì cái lá 5 tép chúng ta giữ này nó sẽ ở lại. Đây. Đó. Được chưa? Đó, thì ra lá 5 tép. Quan trọng là các bạn phải biết cách cháo bài giả và biết cách điều khiển lá bài đang ở đâu. Thì khi đó các bạn làm một cái trick này rất là dễ. Trick này là một cái trick đơn giản nhưng mà các bạn có thể làm rất nhiều lơ, rất nhiều cái trò khác nhau về kỹ thuật cháo bài giả cũng như là cái trò sandwich này. Đây, rất là ảo nha các bạn. Búng tay này cũng ra bắn được ra. Đây ví dụ nhá, các bạn có thể biến tấu thêm cũng được. Đây mình đang cầm hai lá thì phải. Đây này, bắn ra ngoài. Ok, đây là trò thuật sandwich cũng như là hai cách để cháo bài giả. Chúc bạn thành công.